đây là buổi nói chuyện của bệnh nhân của bác sĩ nhãn khoa James Trương của Eye Care Optometry FV Life Testimonial. Chị có thể cho quý khán thính giả biết là tên của chị là gì không ạ? Dạ, em tên là Loan ạ. Loan, chị Loan là dì của bé ha? Là mẹ của bé Kathleen Nguyễn. Kathleen Nguyễn là năm nay bao nhiêu tuổi thưa chị? Dạ, cháu được 12 tuổi. Dạ, và lý do gì chị đã đưa cháu Kathleen đến với lại bác sĩ? Cháu nó nói là mỗi lần nó đọc sách đó, nó feel nó nhức đầu. Nó feel dizzy này nọ thì em mới nghĩ là chắc cháu nó cái tuổi nó bị cận thôi chứ không có biết là nó bị lazy eye. À, thành ra khi mà chị đem cháu Kathleen đến với lại bác sĩ James Trương đó thì bác sĩ đã khám mắt cho cháu và biết được là cháu có cái triệu chứng lazy eye. Dạ. Con mắt nào của cháu bị lazy ạ? Dạ, thưa bên tay phải ạ. Tức là bên mắt phải ạ. Bên mắt phải. Kathleen, con có nói được tiếng Việt Nam không? Dạ. À, khi mà con đọc sách đó, con có cái khuynh hướng nghiêng về bên tay phải phải không? Dạ. Đó là lý do tại sao bác sĩ James Trương có cho biết là con bị lazy eye bên tay phải. Khi mà con đọc sách như vậy đó thì con cảm thấy như thế nào lúc trước, và cái lúc mà con bị lazy eye thì con cảm thấy như thế nào? Cứ đầu con nó đau, con dizzy nhiều lắm. Nên cái mắt con nó không có focus được. Tức là khi mà con đọc cái dòng chữ nó nhảy múa trên trang giấy hay sao? Nó really blurry. À, nó bị mờ. Dạ. Rồi con bị cái triệu chứng này lâu chưa? Dạ. Lâu bao nhiêu lâu? 6 months. Con có bị cận thị không? Are you nearsighted? No. Okay. So when you come to Dr. James Trương, what did he do to you? Khi mà con đến với lại bác sĩ James Trương đó, mẹ đưa con đến đó, thì là bác sĩ James Trương đã làm cái gì cho con? He checked my eyes to see like if I had lazy eye, because he wasn't sure. Bác sĩ khám mắt cho con để xem là con có bị lazy eye không phải không ạ? Yeah. Yeah. Rồi bác sĩ đã chữa trị cho con bằng cách nào? Mấy cái machine nó hút vô cái mắt của con, bỏ vô cái đèn. And bác sĩ biểu con đọc mấy cái words. Rồi lúc đó con đọc được không? Yeah, không. Rồi sau khi mà con chữa trị với bác sĩ bao lâu thì con bắt đầu đọc được chữ rõ ràng? 6 months. Là con bắt đầu đọc được mà không cần phải đeo mắt kính. Dạ. Yeah. Mà con chữa trị bằng cái cách nào? Có phải bác sĩ dùng cái color vision therapy cho con không? Dạ. Yeah. Mỗi ngày con ngồi để mà đeo cái cặp mắt kính màu đó bao lâu? Con làm nó 2 lần. Like 8 phút each lens. À, mà mỗi cái lens sẽ là mỗi cái màu khác nhau. Dạ. Yeah. Mà con làm 2 lần như vậy trong vòng 7 tháng. Yeah. Bây giờ thì cô nghe là bác sĩ James Trương cũng như mẹ cho biết là con đã đọc được 20/20. Yeah. Thành ra con không cần phải đeo kính. Dạ, yeah, không. Chị có thể cho quý khán giả biết là cháu Kathleen là hầu như không bị cận thị phải không ạ? Mà chỉ bị lazy eye thôi. Yeah. Cháu nó không có bị cận thị, bác sĩ có nói như vậy. Yeah. Nó là cái nguyên nhân mà nó bị như vậy á, mà nhức đầu này nó là do lazy eye. Thì bác sĩ có check the first time á, thì cái mắt phải của cháu đi ra ngoài nhiều lắm. Và hôm nay bác sĩ có check lại á, thì khi mà đưa sát vô cái cây gì á, không biết, đại khái đưa sát vô gần cái mũi á, thì nó close. À. Nó còn một tí xíu thôi chứ không phải là 100%. Yeah. Nó còn một tí xíu mà trong vòng 7 tháng đó it works. Yeah. Yeah, very good. Yeah. Yeah, mà không cần phải qua mổ xẻ phải không ạ? Yeah, không ạ. Yeah. Bằng cách nào mà chị biết được văn phòng bác sĩ nhãn khoa James Trương? Tại vì lúc nha cũng tới đây mấy lần. Dạ, yeah, mấy lần, nhưng mà bác sĩ khám đầu tiên á thì nó không, lúc nó còn nhỏ. Yeah. Nên nó không có bị. À. Yeah. Lúc mà chị đưa Kathleen đến với bác sĩ nhãn khoa James Trương lần đầu tiên là lúc đó cháu bao nhiêu tuổi? Em không nhớ nữa, hình như là 6-7 tuổi à. Dạ, còn nhỏ lắm, cho nên là sau đó không có đi. À. Dạ, thấy mắt nó ok cho nên không có khám nó thường. Dạ, dạ. Đó, vì sao thì bữa đó la đa nhức đầu thì em mới để cho nó đến lại bác sĩ. Dạ. Dạ. Con rất là may mắn được mẹ lo cho con mắt ha, tại vì mắt là báu vật của trời cho, phải không? À, nếu mà cần phải nói một cái gì đó với lại quý khán thính giả, thì chị có thể nói gì với quý khán giả về triệu chứng của cháu Kathleen? Dạ, cháu thật sự ra cái mắt rất là quan trọng đối với mọi người. Nếu mà thật sự mình làm cái gì mà cái mắt mình yếu, mình nó border mình dễ lắm. Cho nên the best one là nên có cái chịu, như là phụ huynh nào mà thấy con mình có triệu chứng gì mà khi con mình nói thì nên quan tâm tới con của mình thì dẫn đến bác sĩ liền. Cái đó là một cước mà để mà mình find out ra sớm và kịp thời để mà trị bệnh cho con của mình.
thì đỡ bị lây thôi. Dạ. Nhưng mà chị là một trong những trường hợp rất là may mắn là cháu Kathleen nói chuyện với chị và cho chị biết, có một số các em thì lại không có nói. Ôi, cháu hả, bị té ăn cá là không lên liền. Mẹ con đau chỗ này, mẹ con mới bị té chỗ này, là tại vì em nói con bị cái gì là phải cho mẹ biết ngay. Tại vì thật sự nó đi học, mình đi làm, mình đâu có thời gian gần với cháu nhiều, cho nên mình phải, nó té trong trường, nó bị nhức đầu hay bị chóng mặt là về nó báo em liền. Dạ, tại vì dặn nó từ hồi nhỏ đến lớn, mình dạy nó như vậy rồi. Tức là từ hồi nhỏ đến lớn thì chị rất là gần con cái của chị. Vì vậy cho các cháu cảm thấy là rất là gần gũi để mà bày tỏ những cái triệu chứng của các cháu, phải không ạ? Dạ. Cảm ơn chị thật nhiều. Con có muốn nói gì với lại các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay không? Dạ. Cái color therapy nó giúp cái mắt con nhiều lắm. Mà con thấy cháu đưa ra hai ngón tay cái lên, tức là two thumbs up, phải không con? Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm và chúc con thật là thành công nha. Con có chơi thể thao gì không? Có volleyball, Oh, yeah. Bóng chuyền, phải không? Chúc con thật là may mắn và cũng chúc mừng chị đã tìm đến một vị bác sĩ nhãn khoa rất là có lòng và có tài, là bác sĩ nhãn khoa James Trinh. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Bác sĩ ơi, bác sao bác sĩ? Sao này?